Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy Chúa chúng ta tuyệt vời không chị em? Cảm ơn Chúa vì trong 2 ngày qua, Chúa dùng các bài giáo của Chúa mỗi người chia sẻ theo một cách, và bài giảng nào cũng đụng chạm chúng ta theo một cách. Không có người nào mà là trộn vậy, và tất cả chúng ta đều nhờ chạy Chúa và đồng cùng nhau anh chị em ơi. Và cảm ơn Chúa vì lời của Chúa giống như một thức ăn thuộc linh. Người thì thích món này, kẻ thích món kia. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự phong phú. Ngày chu cấp đủ lương thực cho chúng ta để nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn còn đứng vững cho đến ngày hôm nay là bởi ân điển và tình yêu của Ngài. Không phải là bởi khả năng công sức tài giỏi chúng ta, nhưng mà tất cả chúng ta được đứng vững, được tiếp tục hầu việc Ngài, đó là bởi ân điển lòng thương xót của Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đúng ra thì sáng nay thì mục sư Hoàng Văn Phụng sẽ ban phát lời Chúa cho chúng ta, nhưng mục sư Phụng nhiều việc, cho nên mục sư Phụng có nhờ tôi chia sẻ, thì tôi cũng chiến đấu trong sự cầu nguyện. Và quý vị biết rằng tối hôm qua tôi cũng phải lên trên râm và chia sẻ cho nhóm từ 7 giờ cho đến 8 giờ. 8 giờ xong thì tôi tiếp tục cầm chiếc xe và chở một số anh chị em đi công việc, và về đến đây thì 12 giờ kém. 12 giờ kém kia. Nhưng mà chú cho giấc ngủ ngắn thôi. Và 3 giờ mấy tôi dậy, tôi tiếp tục soạn bài. Và tôi hỏi Chúa, con sẽ chia sẻ điều gì? Xin Chúa giúp cho con có cái sự tỉnh táo, đừng để cho con lên đây một con gà gật như vậy là không có làm sáng cho Chúa. Thì Chúa giúp cho con tỉnh táo. Bây giờ quý vị thấy tôi có tỉnh táo không? Lý do tỉnh táo là tại vì các chị em anh em chúng ta đã có một cái buổi thờ cùng Chúa rất là ngọt ngào. Dù muốn hay không, chúng ta đã biết rằng Chúa có sức dầu cho mục sư Hồng trong việc ngợi khen thờ phượng. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Cái thời giờ đầu Chúa đã cho chúng ta được kinh nghiệm những điều đó rồi. Và tiếp tục thì giờ thứ hai, Chúa đã dùng Ly Phương, Ly Phương và Phương Ly đó, cũng như là Thiên Hà, để dẫn chúng ta đi sâu vào trong lời của Chúa nhiều hơn. Tôi hỏi Chúa, trước mặt con còn là những mục sư, những đệ tử của Chúa và bậc đàn anh, và thầy, con chia sẻ như thế nào đây? Thì Chúa có bày tỏ cho tôi chia sẻ cá nhân của tôi. Tôi học được bài học là Chúa dạy cho tôi là bài học hãy nhận biết. Buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh chủ đề là nhận biết. Chúng ta biết rằng nhận biết điều đó rất là quan trọng. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu số 6 là phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nghĩa của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo các cách cho con. Và trong Habacuc đoạn 2 câu số 14, Chúa nói là sự nhận biết vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy khắp đất như nước tràn biển vậy. Nhận biết Đức Giê-hô-va vô cùng quan trọng. Và Chúa Giê-xu chúng ta ở trong gian đoạn 17 câu số 25, Chúa nói là hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha. Thế gian thì không nhận biết Đức Chúa Cha, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu là đã nhận biết Đức Chúa Cha. Và chúng ta khao khát mỗi người trong chúng ta tại đây cũng nhận biết chính Chúa trên cuộc đời của mình. Để làm nền tảng cho sự suy gẫm hôm nay, xin chúng ta cùng mở lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 16 từ câu 13 cho đến câu số 23. Đây là phân đoạn kinh thánh mà Chúa dạy cá nhân tôi, và tôi muốn cùng chia sẻ với các đệ tử của Chúa ngay trong giờ này. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 13 cho đến câu số 23. Nếu có thể được thì tôi đọc câu lẽ và Hội Thánh đọc câu chẳng. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì có người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng-báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ nói là Giê-li, hay là một thần tiên chi nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xin ta là ai? Simon Peter thưa rằng: Chúa là Christ, con của Chúa là Chúa. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon, con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ là hội thánh ta trên đời.
quá nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đó là ngày ông môn đồ đừng nói cho ai biết rằng ngài là Chúa Giêsu. Từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Khi trở về đến nhà Yêu Ra, mà mai ra rằng, hỡi Chúa, Chúa đã làm ở đây, sẽ có thể có thể cho Chúa đâu. Nhưng Ngài sai lại mà phán cùng Phi A Rơ rằng, ở Sa Ta, hãy lui ra Sa Ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, sau nghĩ đến việc người ta. Đức Chúa Giêsu đã trả lời một lời rằng, nếu ai muốn theo ta thì hãy liều mình, phải là tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào liều mình ta thì hạ mà hơn lên một mình thì có thể gì? Vậy thì mình sẽ đi hạ lên một mình lại. Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Quả thật ta nói cùng theo người, trong theo người đến đây có một vài kẻ sống chết trước khi thấy con người từ trên trời nhìn lại. Chúng ta cùng đọc câu 16 tôi ba lần. 2, 3. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đang sống. Một lần nữa. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đang sống. Một lần nữa. Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đang sống. Chủ đề tôi muốn chia sẻ đó là sự nhận biết. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài vào cái địa phận của Caesarea Philip thì Ngài bèn hỏi các môn đồ luôn. Ngài hỏi tất cả các môn đồ. Theo lời người ta nói á, thì con người, những con người biết khoa này chính mình Ngài là ai? Môn đồ thưa rằng, người thì nói là Giăng-bắp-tít, kẻ thì nói đó là Ê-li, người khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Tại sao mà Chúa Giêsu không hỏi điều này ở một thành phố khác? Tại sao Chúa Giêsu không hỏi điều này trong một bối cảnh khác, mà Chúa Giêsu lại hỏi các môn đồ tại thành Caesarea Philip? Riêng tôi tin rằng mọi công việc Chúa Giêsu làm, mọi sự dạy dỗ của Ngài đều có chủ đích cả. Và riêng Chúa Giêsu trước khi Ngài bước lên thập tự, Ngài phải chịu hy sinh cho cả nhân loại này. Ngài muốn lột trần tất cả từng môn đồ, và Ngài muốn dạy cho mỗi người theo một cách riêng. Và tại nơi đây, Ngài muốn tỏ cho các môn đồ biết Ngài là ai, để các môn đồ khỏi bị vấp phạm. Thì Chúa Giêsu Ngài đi ngang qua cái thành Caesarea Philip. Thì chúng ta biết rằng cái thành này đó, là một cái thành đó ở về phía bắc của Israel. Và đây là cái thành mà phải nói là rất là thịnh vượng, giàu có. Là Caesarea Philip là một thành phố cực bắc Do Thái, trải dài trên vùng cao nguyên tuyệt đẹp của sườn nam chân núi Hạt Môn hùng vĩ, và đây là nguồn phước quan trọng của Giu-đan, đất màu mỡ, cây cối xanh tươi. Nơi đây có những thành phố sang trọng, nơi đây có những cây cối, nguồn nước quan trọng để chu cấp cho cả cái dòng sông Giu-đan, và đem sự sống cho cả những người sống gần bờ sông đó. Chúa Giêsu Ngài đưa các môn đồ đến một nơi để rồi Ngài cho họ nhìn thấy những cái sự sang trọng, giàu sang, phú quý, thịnh vượng, đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi. Rồi Ngài hỏi rằng, theo người ta nghĩ thì con người là ai? Chúa Giêsu muốn đánh động trên các môn đồ. Chúa Giêsu Ngài muốn nhắc nhở các môn đồ để đi theo Ngài không phải là một tôn giáo, đi theo Ngài không phải là vì một cái đám đông, hay đi theo Ngài không phải là một cái phong trào, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài muốn đưa cho các môn đồ đi theo Ngài thì cần phải nhận biết Ngài là ai trên cuộc đời của họ. Thật ra như đệ tử của Chúa là một sư Khánh giảng chiều hôm kia cho chúng ta biết, trong số của chúng ta ai cũng nói rằng mình tin Chúa,
thì không ai nghĩ là ô tôi tin Chúa để mai mốt tôi trở thành nhà truyền giảng, tôi tin Chúa tôi trở thành mục sư, hay là tin Chúa để tôi trở thành người hướng dẫn chương trình hay người đánh đợt. Không hề có ai trong chúng ta bắt đầu tin Chúa mà có suy nghĩ đó. Nhưng phần đông trong đó có tôi tin Chúa vì mình khổ quá mình tin Chúa. Riêng quý vị sao thì không biết, nhưng riêng tôi tin Chúa để tôi hết mình, tôi tin Chúa để tôi có việc làm, và tôi tin Chúa để tôi hết khổ. Có sao thì tôi nói vậy. Nhưng lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa lớn hơn suy nghĩ của chúng ta. Tình yêu và ân điển của Chúa lớn hơn tất cả những cảm nhận của tôi và anh chị. Và Chúa Giêsu Ngài muốn hỏi cho các môn đồ biết được rằng là Ngài là ai. Người thì trả lời, có một số người nói, có một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít. Nếu chúng ta chỉ là người đi theo Chúa mà chúng ta chỉ nghe rằng có một số người đó Chúa Giêsu là đấng chữa lành thì chưa đủ. Nhờ ơn Chúa, mỗi người trong chúng ta phải cá nhân mình có kinh nghiệm Chúa là đấng chữa lành tâm linh và tâm hồn và thể xác của chúng ta. Chúng ta nghe nói Chúa là đấng Christ, đấng thay đổi hoàn cảnh, đấng thay đổi tâm tính, đấng thay đổi con người. Nghe người ta nói chưa đủ, mà mỗi một người trong chúng ta khao khát rằng Chúa ơi, chính con cần thay đổi và chính con cần kinh nghiệm Chúa là ai trên cuộc đời của con. Amen. Cái sự nhận biết vô cùng quan trọng. Các môn đồ họ đi theo Chúa mà họ chỉ nghe nói là người thầy nói đó là Giăng Báp-tít, người khác thì nói thầy là Ê-li-a hay là một đấng tiên tri nào đó. Chúa Giê-xu Ngài nói là không quan trọng người ta nói ta là ai, không quan trọng, nhưng mà điều ta muốn trách nhiệm hỏi các con nè, các con nghĩ ta là ai? Nếu tôi và anh chị em là người theo Chúa, nếu tôi và anh chị em là người hầu vì Chúa mà chúng ta chưa chắc chắn 100% Ngài là ai, chúng ta không rõ Ngài là ai, thì không sớm thì muộn, không chết thì chạy, chúng ta cũng bỏ xa Chúa và không còn đi theo Chúa. Nhưng cả thời Chúa, anh chị em vẫn còn có mặt ở đây, có nghĩa là chúng ta đã nhận biết Chúa Giêsu là cứu Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết, không cảm nhận, không hiểu được nhiều điều đó, đã nhiều cám dỗ, nhiều thử thách, nhiều nan đề đã làm cho chúng ta xa cách đi tình yêu của Ngài. Nhưng mà sợ vậy, chúng ta vẫn còn ở trong chức vụ, chúng ta vẫn còn khiêm nhường ở nơi đây 3 ngày để cầu nguyện kiên nhẫn. Có nghĩa là trong lòng, trong sâu xa chúng ta đã nhận biết rằng Chúa ơi, ngoài Ngài ra con không có phước gì. Chúa ơi, con biết rằng nếu mà Chúa không giúp đỡ con không làm được gì cả. Cho nên chúng ta mới đến đây hòa lòng với nhau trong sự cầu nguyện thật. Sáng hôm nay tôi vui đến mức độ mà tôi bừng cháy luôn. Có nghĩa là gì? Anh chị em lâu lắm rồi mới có được một không khí là gì? Tay trong tay. Amen. Sáng nay anh chị em có được phước chỗ đó không? Quá phước luôn. Tay trong tay, không phải chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng mà cảm ơn Chúa đã phá tan mọi sự xích qua sự bày tỏ của sư trung. Đã mặt bằng mặt, lòng bằng lòng và linh bằng linh, và thánh linh là chồng chủ của nhóm của xã hội này nữa. Anh chị em ơi, có những cái chúng ta không mua bằng tiền được, có những cái mà không đem vấn đề vật chất để so sánh được, nhưng mà có những cái chúng ta biết là nó là sự ban cho từ nơi cao, anh chị em ạ. Vui lắm. Sáng nay tôi thấy mục sư Hải Nam có quay lại đoạn phim đó, mong rằng mục sư Hải Nam có thể bỏ một cái cách nào đó cho mọi người có thể lâu lâu xem lại, biết là cảm ơn Chúa giữa thế giới đầy căng thẳng này, giữa thế giới đầy căng thẳng này vẫn có những con người vẫn còn thành tâm thật lòng yêu Chúa và thờ phượng Chúa giống như vậy. Chúng ta cũng không cần phải gọi là làm quá, nhưng mà cảm ơn Chúa đôi lúc có những cái chúng ta cần lưu lại. Nhiều lúc mình cảm thấy mình mệt mỏi, xem lại những điều đó chúng ta vô cùng khích lệ, vô cùng khích lệ. Cho nên Chúa Giêsu Ngài muốn trách nhiệm, Ngài hỏi các môn đồ rằng theo người ta nghĩ ta là ai, thì người đó là Giăng Báp-tít, người đó là Giê-rê-mi, người đó là một đấng tiên tri nào đó. Anh chị em ơi, Chúa Giêsu Ngài biết các môn đồ họ đi theo Ngài, nhưng mà sự nhận biết Ngài là ai chưa được rõ nét trên đời sống của họ. Phần thứ nhất tôi muốn họ biết là hãy nhận biết Chúa Giêsu Christ là ai. Phần thứ nhất nhận biết là gì? Chúng ta cần phải nhận biết Chúa Giêsu Christ là ai.
Chúa Giêsu là ai. Và theo mỗi người trong chúng ta tại đây, chúng ta đã tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. Amen. Chúa Giêsu là Đấng tha thứ tội cho chúng ta, và chính Đấng đó cứu chuộc chúng ta, tội lỗi chúng ta về quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, và chính Đấng đó sẽ đưa chúng ta về thiên đàng đời đời anh chị. Amen. Không phải là một tôn giáo để cứu chúng ta được, không phải là một cái tổ chức cứu chúng ta được, nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng chính Chúa Giêsu là Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Amen. Nhiều người ngày hôm nay giảng rất là hay, văn tự rất là giỏi, nhưng mà không đề cập đến Jesus Christ. Và thậm chí là gì, có những bài giảng họ loại Chúa Giêsu ra khỏi bài giảng của họ nữa. Và từ từ họ giúp cho những người đi theo họ là gì, loại Chúa Giêsu ra, Ngài không phải là Đấng cứu thế nữa. Như vậy thì không khác nào đi theo một tôn giáo như bao tôn giáo khác. Nhưng tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em là những người đang nghe chương trình hôm nay, nhờ Chúa chúng ta cần xác nhận một lần nữa là Chúa Giêsu là Đấng cứu rỗi trọn vẹn trên đời sống của chúng ta. Amen. Ngài là trung tâm của Kinh Thánh. Amen. Ngài là trung tâm của sự cứu chuộc. Ngài là trung tâm của nhân loại này. Và Ngài cũng là trung tâm trên mỗi đời sống của chúng ta. Không phải tri thức, cũng không phải bằng cấp, cũng không phải là sự hiểu biết, nhưng mà phải nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Tôi thiết nghĩ có nhiều người đã kinh nghiệm sự chữa lành vì họ quá đau, và khi đến và đặt tay cầu nguyện, Chúa đã chữa lành và đã kinh nghiệm sự chữa lành tuyệt vời từ Đức Chúa. Nhưng mà họ chỉ dừng tại cái chỗ chữa lành và họ không nhận biết người họ vốn là tội lỗi, mà bây giờ Chúa cứu chuộc và cần Chúa Giêsu suốt cuộc đời, chứ không phải rằng cần Chúa Giêsu trong giây phút ngắn ngủi đó. Và có nhiều người đã được chữa lành siêu nhiên mà bây giờ họ vẫn chối tội Chúa và không đi theo Chúa nữa. Tại vì sao? Vì họ không nhận biết Chúa trong cuộc đời của họ. Có một cái cô kia nhóm chỗ Rafa, chỗ thành phố Cô Trang, cô bị quyền lực tối tăm nó lợi dụng, rồi cô bị lạm dụng tình dục, rồi cô đi lạm dụng tình dục người khác, đủ thứ gì đấy, quỷ nó chặt vô cổ, đau đớn lắm. Và gia đình khổ đưa đến vào thánh cầu nguyện, và cô đã kinh nghiệm sự giải cứu từ Đức Chúa, kinh nghiệm sự giải cứu từ Đức Chúa. Và cô đến đây cô nhóm được nhiều lần, rất là phước, nhưng mà cô chỉ kinh nghiệm chỗ mà Chúa giải cứu mà thôi. Nhưng vì cái xác thịt không thắng được, và cuối cùng chúng tôi cứ thích lệ có chờ đợi, nhưng mà cô không chịu chờ đợi, cô lập gia đình với người ngoại. Mà ông chồng là người gọi cho nên suối vấn đề ăn đồ cũng đi chùi trở lại, thì ngay là tất quỷ nó nhập vô trở lại, và số phận của cũng tệ hơn lúc trước nữa anh chị, cũng tệ hơn lúc trước nữa. Cho nên điều tôi muốn nói là chúng ta là những người mục sư, là những người trang bài, chúng ta cầu nguyện làm sao cho chính chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là ai, mà hãy dạy cho những người tín hữu trong hội thánh hãy nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời của họ. Amen. Khi mà họ vững vàng điều đó, thì tôi thiết nghĩ là nai bề, cám dỗ, thử thách không làm cho họ xa cách tình yêu của Chúa. Amen. Mà trái lại, họ còn bám chặt lên Chúa nhiều hơn. Amen. Amen. Nhận biết Chúa Giêsu vô cùng quan trọng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những đứa con của chúng ta hãy nhận biết Chúa Giêsu cách cá nhân. Hôm qua Thanh Hoa làm chứng rất là cảm động đó. Ba mẹ khích lệ nhưng mà hòa tay không xin lên. Cho đến khi cháu nhận biết Chúa Giêsu là cần thiết như thế nào trên linh hồn của cháu, trên cuộc đời của cháu, và cháu đã đến với Chúa một cách cá nhân, cháu đã trở thành người hầu việc của Chúa. Chúng ta hãy thức lệ thông qua một tràng pháo tay được không? Xin giữ cháu trong dòng huyết của Chúa, hãy giữ cháu trong dòng huyết của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa, Chúa cũng cho chúng tôi có hai đứa con. Chúng tôi cũng mỗi đêm thì chúng tôi đều học Kinh Thánh chung với nhau, trừ cái trường hợp nào đau đớn lắm á thì chúng tôi cũng không học Kinh Thánh mỗi đêm. Chứ dường như trong một tuần là chúng tôi hết 6 ngày, thằng phần đâu là 7 ngày, không phải 6 ngày. Chỉ có một ngày nào đó quan trọng lắm mà không học thôi. Chúng tôi luôn dạy Kinh Thánh mỗi đêm trước khi ngủ cho các con, đọc Kinh Thánh chung, cầu nguyện chung. Và sáng sớm chúng tôi cũng cho các cháu nghe. Nhưng mà mình thì chỉ dạy như vậy, nhưng mà làm thế nào tự trong lòng của nó nhận cái Chúa là quan trọng. Chứ Toàn Thắng lớn hơn, học xong và nói ba mẹ bây giờ con muốn đi làm, con muốn tự lập. Ok, con cứ đi làm. Và tôi cầu nguyện. Và cháu đã xin được một công việc, và không phải là xin nữa mà tôi giới thiệu cho cháu.
tôi có một người bạn và giới thiệu cho cháu vô làm cho công ty của người bạn của tôi. Và vô như vậy thì cháu làm luôn, mới vô mà cho luôn 10 mấy triệu cũng khá lắm chứ không phải dễ đâu. Mà con bạn cứ người đó là do tôi bầu cho tin Chúa, tôi báp têm, cho nên là bây giờ cái gì ưu tiên là dành cho toàn thắng hết, rất là ưu tiên. Vì rồi làm khỏe lắm, nó cũng chơi không ba mà cũng trả lương cho con nữa. Nhưng mà đó là ân điển. Nhưng mà cháu làm được hơn một năm thì cháu nói với tôi như thế này: bà, ba mẹ cầu nguyện cho con, bây giờ con cảm nhận được rằng là Kinh Thánh là quan trọng, phục vụ Chúa là quan trọng. Tôi cảm ơn Chúa trong cái sự khó khăn, Chúa có thể biến khó khăn trở thành nguồn phước cho chúng ta. Là lý do khi chúng tôi từ ở ngoài kia thuê nhà không còn tiền để tiền nhà, chúng tôi giờ vào trong này ở. Lúc bây giờ ngay khu này là một đám bụng mênh mông và đâu muốn không, cho nên chúng tôi thì đi bắt ốc bắt 24, còn bạn đó thì không đi được, sợ đĩa đứt tay đĩa nhiều lắm. Và bạn ở nhà thì lúc bây giờ chúng tôi mua cho bạn nó cái bộ đĩa mà coi như là DVD mà từ sáng tới tối đến khải quyền, và bạn đâu có gì chơi đó, cho nên bạn tối ngày đêm coi phim hoạt hình của Chúa từ sáng tới tối đến khải quyền. Cho nên cảm ơn Chúa trong lúc 6-7 tuổi cháu đã biết Kinh Thánh từ sáng tới tối đến khải quyền. Đó là cái nguồn lợi đó, và nắm tất cả các câu chuyện đó. Và bây giờ bạn nói là ba, với cái nghề của con như vậy thì con không muốn là các bạn trẻ bạn ngang con mà không biết Kinh Thánh là gì, thì bây giờ con muốn có một cái sáng kiến để con làm như thế nào đó để nó phù hợp với thế hệ trẻ bây giờ mà họ có thể tiếp xúc được với Kinh Thánh, hiểu được những câu chuyện Kinh Thánh. Tôi cầu cho cháu, và cháu đã là từ sáng thế ký về sự sáng lập vũ trụ, con người sa ngã và thiên sứ sa ngã, rồi đóng tàu Noe, rồi tin cái chuyện này, và cháu hứa là cháu sẽ làm trọn cuốn Kinh Thánh để giới trẻ biết về Chúa Giêsu. Amen. Điều tôi mừng đó là gì? Cháu không phải nhận biết ba mẹ là ai, mà nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời. Amen. Quan trọng lắm. Một ngày kia thì con bé gái tôi nó đi đến một cái chỗ kia, nó để nó đến nhà, thì con bé gái tôi đã biết chơi cả này chơi này, nó chơi trống đồ trống của nó chơi. Nhưng một ngày kia thì nó được mời đến một cái nhà thờ cũng lớn để chơi hướng dẫn và giờ một số vấn đề. Sau đó nó về nó là: ba mẹ ơi, con thấy cái chỗ nhà thờ đó nhìn bên ngoài thì có vẻ là hoành tráng lắm, ngăn nắp đó mọi thứ, mà con thấy không có đụng chạm được. Hỏi tại sao con tới cái giờ cầu nguyện mà không có chịu cầu nguyện mà nói chuyện không à? Rồi con thấy tới giờ cầu nguyện ai cũng nhắm mắt làm gì mà không có chịu cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Con hỏi ba mẹ nè, nếu không nhờ Đức Thánh Linh làm sao mà có thể tuôn đổ trong lòng người ta được? Tôi cảm ơn Chúa, cháu từ nhỏ đã nhận biết quyền năng của Đức Thánh Linh. Quyền năng Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta hãy nhận biết, và không những chúng ta nhận biết mà còn dạy dỗ hay là cầu nguyện cho chính con em chúng ta cần phải nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời. Cái điều thứ hai tôi muốn học đó là hãy nhận biết chính mình. Hãy nhận biết chính mình. Câu 15, ngài đã phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Jonah, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này, bèn là Cha trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội đó. Cái nhận biết thứ hai tôi muốn là mỗi người trong chúng ta cần phải nhận biết chính mình là ai. Chính mình là ai quan trọng lắm. Nếu chúng ta không nhận biết mình là ai thì mình sẽ không có đối xử đúng như những gì mà chúng ta muốn có. Kinh Thánh Chúa nói là thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Chúng ta đã được mua chuộc bằng giá cao rồi. Và hãy lấy thân thể của mình làm sáng danh của Chúa Trời. Ngày hôm nay thân thể của chúng ta, đời sống của chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta, nhưng thuộc về Đấng đã mua chuộc chúng ta. Nhiều người cứ ra đi mà cứ mặc cảm. Mặc cảm đến mức độ là gì? Cứ luôn luôn cứ mặc cảm, cứ co nó như là con ốc thun đầu vào trong cái vỏ ốc hoài. Anh chị em ơi, có những cái Chúa dạy chúng ta khiêm nhường,
Nhưng mà có những cái chúng ta cần phải biết rằng mình là ai ở trong Chúa chứ. Chúng ta vẫn biết rằng mình là đại sứ, là không sai, là người đại diện cho Đức Chúa Trời. Không có gì mà gọi là cúi lùn trước con người tội lỗi cả. Amen anh chị. Chúng ta cần phải nhận biết mình là ai. Chúng ta đã được mua chuộc bằng huyết, chúng ta đã được Chúa xưng là công bình, Chúa ban những cái trách nhiệm, trách giảng dạy cho chúng ta đến nỗi mà coi như là thiên sứ muốn mà còn không được, còn trong Chúa tôi và anh chị em được những chức vụ như vậy. Amen. Cho nên chúng ta hãy nói người bên cạnh này, trước mặt Chúa bạn vô cùng quan trọng. Có thể nhiều người nói chúng ta người thế này, người thế nọ, người thế kia. Tôi hay bị chọc quê, tại vì tôi nói cái giọng miền Trung nhiều, hay bị chọc. Nhiều lúc tôi cảm thấy bị mặc cảm nhiều thứ. Nhưng mà đến lúc là Chúa dạy cho tôi là con đã đến lúc không cần phải mặc cảm nữa. Không cần phải mặc cảm. Và chúng ta nhận biết mình là ai rồi á, thì chúng ta rất là tự do anh chị. Chúng ta rất là phước hạnh anh chị. Và chúng ta biết rằng mình là ai rồi á, cái tư tưởng mình như vậy, mình sẽ sống giống như vậy. Có những người có một tư tưởng như là một tư tưởng ăn mày, tôi luôn luôn tìm cách làm sao mà cho lợi cho mình. Và cái tư tưởng như vậy, tôi nói anh chị em rằng khổ lắm, vất vả lắm, mệt mỏi lắm, và bị cảm thấy bị tổn thương lắm. Nhưng mà chúng ta hãy cư xử mình là công nương, là công chúa, là hoàng tử, là con của Chúa Trời, người đại diện cho Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ sống giống như vậy đấy anh chị. Tôi vẫn dạy cho mấy đứa con tôi, con cái này là ba không ép các con, nhưng có thể được trong các buổi ăn, nếu con có khả năng, con cứ bà hết cho bà. Nếu con có khả năng, con tập ban đi con ban ra, con không bao giờ bị lỗ đâu. Tôi dạy các con tôi như vậy. Mình sống mà mình không hiểu được như vậy thì rất là khổ. Một ngày kia thì có một cái này là qua rồi cho nên tôi kể là một ngày kia thì có người kia gọi điện thoại cho vợ tôi và nó coi em giận lắm, sao vậy em tức lắm, hỏi sao vậy, con của em á bị hàng xóm đánh. Là sao con, sao đánh? Con của em qua hàng xóm chơi mà nó đánh em, gì em giận nó vô cùng. Em nói là làm sao mà nó đánh con một cái, con đánh lại ba cái cho mẹ đi, hỏi tới hỏi tới đi. Vợ tôi hỏi là nó đánh con em khi nào, ngay đó là 2 tuần trước á. Con nít nó đi chơi dạy cái đó là vô tù nha, bên con mình cái đó là chết đấy nha. Và tôi xin lỗi hai người nữ đang nói chuyện nha, tôi không được phép, nhưng mà tôi thấy bức xúc có tin nói ê đừng có dạy con kiểu đó nha, cha nó hư rồi đừng có dạy con hư tiếp theo nha. Tôi bảo tôi đi được cái mà tôi giao trong lòng tôi các con của tôi nó ra ngoài hàng xóm chơi nó bị đánh. Tôi nói là các con có bị ăn đòn chạy về mép ba, các đòn kháng chạy về mép ba ra, tôi ra tôi xin lỗi các bạn. Tôi nói là các bạn chơi với nhau đừng đánh lộn, còn nít chơi với nhau đừng đánh lộn không hay. Có tôi tưởng mép ba là đánh chứ ai vậy mà đánh lộn. Anh chị em hơn thua làm gì? Hơn thua làm gì? Mình là con bé của Chúa mà. Bây giờ ví dụ quý vị có đánh cho tôi te thua tơ tả này, rồi tôi làm đón anh chị có vui sướng gì đó. Đúng không chị em? Là có một số việc tôi không làm không hết, anh chị em phải làm thêm nữa cực cho anh em. Thì tôi thiết nghĩ như vậy, chúng ta nhận biết mình là ai thì mình sẽ đối xử với Chúa và đối xử với người thân mình và đối xử với chính bản thân của mình giống như những gì Chúa muốn chúng ta cần phải đối xử. Cho nên điều này nó rất là quan trọng. Và chúng ta học điều thứ ba là sau khi mà Phi-e-rơ đã nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời đó, thì Chúa Giê-xu ngày khen. Chúa Giê-xu ngày khen Phi-e-rơ, những điều mà ngươi thấy, ngươi biết, ngươi vừa nói đó là không phải từ ngươi đâu, nhưng mà từ ở trên đó ban cho đó, sự bày tỏ từ trên cao đó con. Rất là quan trọng. Cho nên mỗi một người trong chúng ta, khi chúng ta hiểu được một số điều là không phải bởi khả năng của chúng ta, nhưng mà sự bày tỏ ở bên trên sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn chính mình là ai ở trong Đấng Christ.
Và điều thứ ba tôi muốn học là chúng ta cần phải nhận biết là mình đang làm gì. Mình đang làm gì? Thật ha. Sau đó thì Phi-a-đo nghe Chúa Giê-xu nói là Ngài sẽ chịu Jerusalem nè, rồi Ngài phải bị đóng đinh nè, rồi Ngài phải bị chết nè. Thì Phi-a-đo ngăn cản liền. Phía trước đó ông chưa nhận biết được quyền năng của Chúa ban cho ông. Cái quyền năng Chúa giao cho ông là gì? Những gì mà ông chối gì đó thì cũng sẽ được chối ở trên trời. Mà những điều gì mà ông được mở nhất thì trên trời cũng sẽ mở nữa. Đó là quy quyền. Và ông cần nhận biết ông là ai trong Đấng Christ. Trong Chúa ông có quy quyền như thế nào. Nhưng mà qua chỗ này ông không nhận biết việc làm của ông. Việc làm của ông á là ông cần phải chối một quyền lực của sự tỏ tầm. Ông cần phải mở trối cho những người khác được cứu. Ông là người được Chúa kêu gọi để trở thành nguồn phước cho người khác, trở thành sứ giả một quan trọng. Nhưng mà đường này ông không chịu làm công việc của ông, mà ông xén vào công việc của Chúa. Ông cản Chúa bước lên thập tự. Mà nếu mà Chúa Giê-xu không lên thập tự thì nhân loại nó có ai được cứu không anh chị? Chương trình của Đức Chúa Trời là vậy, thì không thể nào cản trở được anh chị. Amen. Cái việc này nó quan trọng lắm. Cho nên nhờ ơn Chúa mỗi người trong chúng ta hãy nhận biết mình ở vị trí nào, và công việc nào chúng ta cần phải làm, và công việc nào chúng ta không được phép làm. Amen. Chúng ta cần phải nhận biết là cái công việc nào mà Chúa giao cho chúng ta hãy nhờ ơn Chúa mà hoàn tất. Amen. Còn công việc nào Chúa không giao thì xin Chúa giúp cho chúng ta hãy nhường tất cả cho sự đón xếp và sự phán quyết của Đức Chúa Trời. Amen. Không phải là của chúng ta. Amen. Vì có những cái trước mắt chúng ta thấy chưa chắc phải là như vậy. Amen. À, câu chuyện được kể như thế này. Một ngày kia thì Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ ở Lỗ sang Tề. Thì trong đám học trò như vậy thì có hai người mà Khổng Tử rất yêu mến và tin tưởng, đó là Nhan Hồi và Tiết Lộ, Tử Lộ. Và hai người này là tin tưởng, và hai cái người này là Khổng Tử rất là mến và tin tưởng nhiều việc. Nhưng mà đi như vậy thì trong thời kỳ đó là vô cùng khó khăn, chiến tranh xảy ra liên miên, cho nên sự đói kém và thiếu thốn, mà các học trò vẫn trung thành đi theo Khổng Tử từ chỗ này qua chỗ kia mà không lầm bầm, không phàn nàn và không bỏ cuộc. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đến được nước Tề. Sau khi đến nước Tề thì có một người nông phu kia tốt bụng cho thầy trò Khổng Tử một bịch gạo nhỏ để nó cơm ăn. Thì ngay lập tức á thì Khổng Tử mới giao việc á là Khổng Tử mới giao việc cho Nhan Hồi á thì hãy nấu cơm, còn Tử Lộ á thì đi vào hái rau rừng để về nấu canh. Nhưng mà rồi khi mà Tử Lộ vào trong rừng hái rau và Nhan Hồi thì do gạo để nấu cơm, còn Khổng Tử thì mệt lớn tuổi cho nên mới nằm trên một cái võng và cắt nhau một cái xăng và đọc sách. Đang khi đọc sách như vậy thì ông nghe tiếng choáng một cái, ông dùng súng, ông thấy Nhan Hồi ngồi trước đầu cơm mà khuôn mặt liếc la liếc đọc. Khổng Tử là chắc đang đói y xì như vậy, và thấy người này bắt đầu gôn cơm và bóc từng cục cơm và dò. Nhưng mà rồi Nhan Hồi nhìn quanh nhìn quất không thấy ai cả, Nhan Hồi mới chui vào cái cọc và đưa cơm vào miệng và ăn nốt đi. Khổng Tử mới la lên: cha ơi, người mà ta tin tưởng, bao nhiêu năm ta đã vun đắp, bao nhiêu năm mà ta đã vun trồng, và bây giờ lại ăn lén cơm trước thầy trước bạn, bao nhiêu sự tin tưởng của ta đã đổ sông và đổ biển. Một con người ăn trên ăn trước và vô đạo đức, bao nhiêu người đói mình lại lo cho bụng mình lo trước. Thì sau một hồi thì cuối cùng thì các học trò cũng trở về, và bây giờ thì Tiểu Lộ mới trở về và đem tất cả những rau rừng về và nấu một nồi canh. Và trong này thì Khổng Tử cứ nằm thở dài và than ôi và trách móc các học trò. Thì bây giờ nấu canh xong, cơm dọn ra,
thì Khổng Tử mới hỏi rằng là chúng ta đã đi bao nhiêu ngày tháng vất vả và trải qua bao nhiêu nắng mưa dày dặn chiến tranh đấu khác mà các con vẫn theo thầy, trung thành với thầy và vẫn đi được đến ngày hôm nay, thầy vui lắm. Nhưng bây giờ chúng ta có một bữa cơm vậy, ta muốn tưởng nhớ đến bề trên, các con nghĩ sao? Mọi người đồng ý, mọi người đồng ý hãy tưởng nhớ bề trên để dân nổi cơm lên trước. Nhưng mà riêng Nhan Hồi thì yên lặng. Thì Khổng Tử hỏi gần một câu rằng nhưng nồi cơm này có sạch không? Tất cả các môn đệ đều láo liếc không biết chuyện gì sẽ ra cả. Nhưng mà Nhan Hồi đau trong lòng và nói: thưa thầy, nồi cơm này không sạch. Và Khổng Tử bảo là không sạch chỗ nào? Thì Nhan Hồi nói là: thưa thầy, khi con nấu cơm gần chín thì con dở vung ra để con sớ cơm. Nhưng mà ngay lúc đó một nguồn gió mạnh nó ập vào, mùi hấu và mùi đá đổ xuống nồi cơm. Và con đã nhanh chóng đậy phần bông lại mà không kịp. Con lấy vá, con lấy một lớp cơm bên trên, con định vò đi và quăng. Nhưng con nghĩ rằng cơm ít, học trò thì đông, và nếu bỏ như vậy thì mọi người cùng đói. Cho nên con bằng lòng ăn cái suất cơm bụi đó rồi. Bây giờ con chỉ ăn canh mặn thôi. Khổng Tử mới la lên: cha ơi, có những việc chính mắt ta thấy sơ sơ chưa chắc phải là sự thật. Một chút xíu nữa Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Và Chúa Giê-xu ngày phán, Chúa Giê-xu ngày phán: đừng phán xét ai để các con khỏi bị phán xét. Amen. Đừng lên án ai để các con khỏi bị lên án. Các con lường cho người ta mực nào, người ta sẽ lường lại cho các con mực đó. Amen. Loài người thì nhìn bên ngoài, mà Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng con. Amen. Khổng Tử đến vỗ vai Nhan Hồi và nói: con tha lỗi cho thầy. Và hai dòng nước mắt của Khổng Tử đã chảy xuống vai của Nhan Hồi, và Nhan Hồi không biết việc gì cả. Và Khổng Tử nhắc lại một lần nữa: các con ơi, có những sự việc rành rành trước mắt đó chưa chắc phải là sự thật nha các con. Thì Chúa muốn dạy chúng tôi một bài học rằng chúng ta cần phải nhận biết mình đang làm việc gì. Và mỗi một người có một công việc gì để rồi chúng ta khỏi bị tổn thương cho nhau và đau đớn cho nhau. Vì trong lời của Chúa trong Ê-sai đoạn 11 câu số 3 nó là: ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứu tại sự nghe mà đoán định. Chúa Giê-xu ngài làm việc gì, ngài phán xét việc gì cũng không phải theo mắt, theo những gì trước mặt, nhưng ngài làm tất cả mọi sự theo sự chỉ dẫn của Cha trên trời. Khi chúng ta nhận biết rằng mình là một tội nhân, khi mình nhận biết rằng mình là vốn là kẻ tội lỗi mà Chúa đã tha thứ cho mình, Chúa đã cứu chuộc mình, Chúa đã yêu thương mình, Chúa đã giúp đỡ cho mình, thì nhờ ơn Chúa mỗi người trong chúng ta hãy thỏa lòng và vui mừng vì những gì Chúa kêu gọi chúng ta. Amen. Một ngày kia thì một ông chủ vườn nho nọ, ông có một vườn nho và ông cần những nhân công để vào làm việc. Thì sáng sớm 6 giờ sáng ông ra, thì ông hỏi có ai cần làm việc trong vườn nho không? Một số người đã tới gần, thì ông chủ chọn vào. Mấy người nhận việc rất là phấn khởi vì mỗi sáng là mình có việc làm rồi, mừng lắm. Ấy, mà mỗi người làm như vậy ta sẽ trả cho các ngươi một ngày là một rơ nghe, các ngươi đồng ý không? Đồng ý, đây là tiền lương của chúng tôi đồng ý làm, tôi đồng ý làm. Và thế là đi vào làm. Đến 9 giờ sáng, vì công việc nhiều quá, ông chủ thấy công việc nhiều quá mà làm không xong rồi, ông ra kêu thêm, có ai làm không? Người ta xin xong bao làm. 12 giờ đến 3 giờ cũng giống như vậy. Đến 5 giờ chiều, công việc cũng chưa xong, gấp rút sợ nhau qua lên nhà nó sư. Cho nên chủ đó là tôi cần thêm một số công nhân nữa, ai là người làm đúng không? Nói, tôi cần làm. Và tuyển vào làm lúc 5 giờ chiều, 6 giờ là xong việc. Và bây giờ chủ kêu lại để trả lương, và chủ bắt cái người mà mới vô làm gần nhất để trả lương.
và Ngài rút một đơn ê để trao cho người đó. Người đó mừng và đi. Lần lượt những người sau tưởng rằng mình sẽ nhận được nhiều hơn, nhưng mà mỗi người cũng chỉ nhận được một đơn đi đẹp. Mấy người này trở nên làm bầm, phàn nàn và trách móc. Thì người chủ nói là: ê bạn ơi, ta không đối xử tệ với bạn đâu. Có phải bạn nó bằng lòng một ngày một đơn ê, bạn nó vui mừng phấn khởi bước vào mà tại sao bây giờ bạn nhận đúng tiền công của bạn, bạn lại trở nên làm bầm và so sánh với người khác? Bạn ơi, ta không có quyền cho ai tùy ý ta sao? Sự cứu rỗi của Chúa Giêsu ban cho mỗi người đều giống như nhau. Chúa Giêsu đã tha tội cho mỗi người đều giống như nhau. Và Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta về ban cho mỗi người một ân tứ khác nhau. Và mục đích tất cả các ân tứ đó là xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Không phàn nàn, không lắng sân và không kiếm chuyện với người khác. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa dạy cho tôi cái nhận biết là quan trọng. Và chính Chúa Giêsu ngày nhận biết Cha sai Ngài đến, và Ngài phải làm xong công việc mà Cha giao cho Ngài. Cho nên mỗi một người trong chúng ta biết rằng sự nhận biết vô cùng quan trọng. Ở trong Luca đoạn 8 câu số 46 rằng Đức Chúa Giêsu phán rằng: có người đã rời đến ta vì ta nhận biết có quyền phép ra từ ta. Có những lúc Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giêsu có quyền năng đến nỗi mà người ta chỉ rờ đến Ngài thì người ta cũng được chữa lành. Người ta rờ đến Ngài, người ta cũng được chữa lành. Mà mỗi khi như vậy là Ngài nhận biết có một quyền phép ra từ Ngài. Và mỗi một người trong chúng ta khác khác, chúng ta nhận biết được những ân tứ, nhận biết những quyền năng, nhận biết được cái sức mạnh, nhận biết được những cái điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đang đặt để trong mỗi người trong chúng ta. Là những con người trung tín, là những con người theo Chúa, là những người bám chặt lấy Chúa, là những con người hy sinh vì vương quốc của Ngài. Khi tôi cũng suy gặp tới đây thì độ khoảng 4 giờ sáng thì Chúa có dạy cho tôi cái câu chuyện về Joseph. Anh chàng Joseph, cái tội của anh là cái tội vâng lời, nghe lời cha và đem thức ăn cho các anh. Và thay vì các anh vui lòng để rồi biết ơn người em của mình, mà đường này thì mọi chuyện nó diễn ra không như lòng của Joseph mong đợi. Thì cuối cùng Joseph đã bị các anh ghen ghét và đẩy xuống hố và bị bán vào xứ Ai Cập, bị nô lệ và bắt đầu trở thành tên tù tội. Và Chúa dạy cho tôi một điều: đôi lúc có những cái chúng ta vâng lời cha, không phải hoàn toàn chúng ta đều được tán dương đâu. Đôi lúc chúng ta vâng lời cha, nhưng mà chúng ta cần phải chấp nhận để rồi chương trình của Chúa được hình thành trên đời sống của mình. Chúa dạy cho tôi rằng ba đời này, là ba của Joseph, là Jacob, có những cái không có trọn vẹn. Ba đời này có những cái quyết định không đúng đắn. Ba đời này là đưa Joseph đến cái chỗ mà đau đớn và mất mát. Nhưng Cha trên trời biến những nan đề trở thành phước hạnh cho Joseph. Amen. Amen. Ba điều này không ai hoàn hảo. Có những người ba thuộc linh của chúng ta cũng không hoàn hảo. Nhưng tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta biết rằng ba thuộc thể, ba thuộc linh của chúng ta tại đất này có nhiều điều dữ lạ. Nhưng Cha trên trời luôn luôn hoàn hảo với những kẻ tin kính Ngài, anh chị. Ta không bao giờ đối xử tệ với các con đâu. Amen. Ta không bao giờ để con phải lạc lòi bơ vơ và mệt mỏi đâu. Ta sẽ trả cho mọi người tùy theo việc họ làm. Cái phân đoạn phần cuối chúng nói vậy. Sau khi mà Ngài chỉnh Phi-e-rơ, sau khi Ngài sửa Phi-e-rơ, Ngài nói ơ Sa-tan lôi ra khỏi con người này. Và chúng ta biết rằng Ngài chỉ sửa xong và Ngài không có đẩy Phi-e-rơ đến đường cùng. Nhưng chính Chúa Giêsu Ngài nhận biết người Ngài kêu gọi là ai. Ngài biết rằng con người này có những sự yếu đuối,
có người lại có những sự sai trật, có người lại không hoàn hảo. Nhưng quyền năng của ba của ta ban cho con người này trở thành nguồn phước cho 3.000 linh hồn trong những từ ngày tới. 3.000 linh hồn ta đang chuẩn bị cho nó. Cho đến đôi lúc tôi và anh chị không phải là người hoàn hảo, tôi và anh chị không phải là người trọn vẹn, nhưng chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì đấng kêu gọi chúng ta, Ngài đã nhận biết chúng ta vốn từ đâu, khả năng chúng ta như thế nào, và Ngài đã chọn lựa, Ngài dùng chúng ta trong chương trình trọn vẹn của Ngài trên mọi người trong chúng ta. Amen. Chúng ta nhận biết Ngài một chuyện, nhưng mà chính Ngài đã nhận biết chúng ta là ai. Từ xa chúng ta phải hiểu biết ý tưởng ngươi này, xem xét cái đường lối ngươi này, biết chất ngủ của ngươi này. Vâng, Ngài biết hết tất cả, Ngài thấy tất cả. Hồi nhỏ khi mà tôi còn con nít đó, khi mà tôi nhớ là tôi hồi đó chưa có tin Chúa, cho nên có cái bàn thờ, có bàn thờ và có đĩa, thì đĩa mấy cái hình gì đó. Cái sau khi tôi ở nhà tôi đi chăm bò về, mà lúc bây giờ là chị Lê, tôi là chị của bé Hằng á, là sanh bé Hà, bé lớn á, bé mà đau bệnh thận bây giờ đó, thì lúc bây giờ khổ lắm, không có gì ăn đâu. Thì mẹ tôi mới mua một ít thịt nạc để kho cho chị tôi mới sanh ăn. Mà mấy anh em không được ăn đâu, cái đồ thịt đó rồi, đồ thịt nhỏ thôi. Nhưng mà thật sự là tôi đi chăn bò về trên núi về, tôi đói bụng quá và tôi muốn ăn cái đó. Mà tôi biết chị lên, tôi nằm trong buồng và trong nhà tôi nhìn ta không thấy ai. Mà tôi dồn, tôi thấy bàn thờ tôi hơi ngán, nhưng mà tôi lấy cái lồng bàn tôi che. Một tay thì tôi che cái lồng bàn, tôi che bàn thờ để cho ông bà họ thấy. Một tay thì tôi cầm để tôi bóp, tôi hút lẹ, hút lẹ, hút sạch hết trơn. Cuối cùng mày tôi ra ngoài là hái bánh lau một ngót vô nấu canh cho chị tôi ăn á. Mà tôi vô thấy đồ thịt đó trơn rồi, hỏi đâu rồi, không biết. Còn anh chị em ơi, ăn bụng sao giấu được anh chị em? Cái chị nhen cái miệng này. Chú dạy cho tôi bài học sau này, có những cái chúng ta tưởng mình làm không ai thấy, không ai biết, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn biết tất cả anh chị. Amen. Nhìn biết tất cả. Amen. Cho nên nhờ ơn Chúa mỗi người trong chúng ta cần phải nhận biết. Và điều thứ tư là điều cuối cùng tôi muốn học đó là chúng ta cần phải nhận biết trách nhiệm của mình. Cái trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Tôi xin ông trở lại. Phần thứ nhất là nhận biết Chúa Giêsu là ai. Thứ hai, nhận biết chính mình là ai ở trong Chúa. Và thứ ba là nhận biết mình đang làm việc gì. Và thứ tư đó là hãy nhận biết cái trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Cái trách nhiệm rất là quan trọng. Trách nhiệm của Phi-rơ là ông cần phải biết rằng ông thuận phục Chúa, ông đi theo tiếng gọi của Chúa, và ông sẽ làm theo tất cả những gì mà Chúa dạy, và ông sẽ thực hiện những cái đại mệnh lệnh Chúa dành cho ông. Nhưng mà trách nhiệm thì hay đá qua, hay đá lại. Và cái trách nhiệm đó không được hoàn hảo, cho nên nó sinh ra nhiều cái nan đề. Cho nên mỗi một người trong chúng ta, nếu mỗi người chúng ta biết rằng cái trách nhiệm mình đối với chiên như thế nào, nó vô cùng quan trọng. Có nhiều người không biết dặn cái chính thân, dặn cái chính thân có nghĩa là một sự bực tức ở đâu đó về cứ nhẹ về chiên đổ vào, đổ vào và vô cùng nguy hiểm. Có thể tôi kể câu chuyện này quý vị hiểu, và xin quý vị cũng không cần phải nhắc tới cái người. Một ngày kia thì tôi có giúp đỡ cho một cái hội thánh kia, và mỗi lần nhóm như vậy có được 60 người, rất là tốt. Một thời gian rất là dài, phước hạnh rất nhiều người tin Chúa, phước hạnh vô cùng, khi anh cầu nguyện mỗi thứ sáu rất tốt. Nhưng mà cuối cùng thì trong cái nhóm của người đó, có một người đã từng được con người này giúp đỡ, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ đủ điều. Nhưng bây giờ người này nghe tiếng gọi của hội thánh bên kia mạnh hơn, tốt hơn, cuối cùng bỏ đi. Và từ khi cái người này bỏ đi á, thì mỗi lần cái người phục vụ Chúa này á, lên thay việc nhìn đến 59 con chiên còn lại, chăm sóc 59 con chiên, mà người này lại quên bên dưới mình còn 59 con, mà cứ nghĩ cái con kia. Thế là lên một kẻ cái chữ tớ con chiên kia rồi. Tội làm cho người kia ở dưới nó bị đau đớn. Và tôi can ngăn hoài không được, 59 con nó còn lại 30 con. Tại vì họ cả một tuần đau, bao nhiêu chuyện đau đớn mệt mỏi rồi, mà bây giờ tuần nào đến cũng nghe điều chủ như thế này, hậu quả nó cuối cùng họ đi còn có 30 con. 30 con thì ổng cứ chữ riết mấy con đi còn lại á, riết hồi bây giờ tôi qua không còn con này.
khi chúng ta không nhận biết cái trách nhiệm của mình đứng trước mục giảng, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa nói gì để đem sự gây dựng cho bài chiên. Trách nhiệm chúng ta đối với bài chiên vô cùng quan trọng, và trách nhiệm chúng ta đối với vợ và con của mình. Có người kia hầu Chúa vô cùng tốt, mọi đứa con không bao giờ muốn hầu Chúa. Hỏi sao? Ba mẹ giảng trên một giảng một nơi mà về nhà ba mẹ ngược hết tất cả bài giảng, nói xấu người này, nói xấu người kia, rồi cái đủ thứ như vậy, là con nó không bao giờ nó hầu Chúa được. Cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà biết cái trách nhiệm mình. Hãy quan tâm những con chiên mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Hãy quan tâm những đứa con đâu sơ tờ giấy trắng đó Chúa giao cho chúng ta. Nhờ ơn Chúa mà có những chuyện của hậu thánh thì tốt, chúng ta nên kể cho con mình nghe và khích lệ để nó có tinh thần nó vươn lên. Còn chuyện gì không tốt, hãy nhờ ơn Chúa bỏ đi. Mà nếu lỡ có nói thì đừng bao giờ nói cho con cái của mình đã nghe. Trách nhiệm là quan trọng. Trách nhiệm trước mặt Chúa, và trách nhiệm trước mặt gia đình, và trước mặt hội thánh, và cái trách nhiệm trước mặt xã hội nữa. Nó thật sự nó là khó, nhưng mà nếu chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta bám chặt lấy Chúa, Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Amen. Một ngày kia thì dân Israel họ thấy rằng đó là Sau Lơ tệ quá rồi, vua Sau Lơ tệ quá rồi, và họ khao khát, họ khao khát đó là dân Israel phải có một vị vua giống như các nước khác. Còn sao? Còn Eli cũng là vua Sau Lơ. Họ dân Israel đó, họ muốn có một vị vua khác, họ muốn thước từ Samuel, họ muốn khước từ Samuel, và họ mới đòi một vua, họ xin một vua, vì họ thấy Eli thì mắt thì mù, hai đứa con thì tội lỗi, và bên các nước khác thì có quân đội, rồi có vua, rồi tốt quá, họ mới xin, họ mới cố gắng là tìm tòi, họ so sánh, họ mong muốn giống như người khác, giống như nước khác, thì họ đòi quá, thì cuối cùng Đức Chúa Trời cũng ban cho họ một vị vua, đó là vua Sau Lơ. Mà trước khi cho vua thì Samuel cảnh báo rằng vua đó sẽ cầm đầu trên các người, sẽ đem các người ra chiến trường và bắt các người đấu thuế, và các vua sẽ hầu hạ đủ thứ. Họ nói chúng tôi chấp nhận. Thì nghe lập tức lời của Chúa được chép ở trong sách Thi Thiên 106:15 rằng ngày ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Thi Thiên 106:15, ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta, hãy nhờ ơn Chúa mà mình biết rằng là mỗi một người lãnh đạo, hay là mỗi một cái tổ chức, hay là mỗi một nơi, một hội thánh, nó đều có cái vẻ đời riêng, cái nét riêng. Hoa hồng thì đẹp kiểu hoa hồng, hoa lan thì đẹp kiểu hoa lan, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta mới là nét đẹp trọn vẹn trong hội thánh. Amen. Cho nên chúng ta không thể nào so sánh. Và Chúa dạy chúng ta một điều, nếu chúng ta không cẩn thận thì mỗi một người trong chúng ta biết rằng đã làm Chúa đã làm ở trong Mác đoạn 4:25 là vì ngài sẽ ban cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 25:19 là vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Tại sao vậy? Chúa Giê-xu ngày muốn cho mỗi người trong chúng ta cần phải biết trách nhiệm và biết công việc, để rồi mỗi người trong chúng ta không có chặt đi những cái phần ân điển, những cái ơn phước hạnh, những cái điều lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi người trong chúng ta, để cho mỗi người trong chúng ta có thể vững vàng đi theo Chúa và tạ ơn Chúa. Thì sau phân đoạn kinh thánh đó thì Chúa Giê-xu ngày mới cảnh báo với Phi-rơ và các môn đồ thuộc 24 ra đây là Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta thì phải lùi mình vác thập tự giá và theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì tìm lại được. Người nào nếu được cả thiên hạ này mà mất linh hồn mình thì có gì? Vậy thì ngươi sẽ lấy chi mà đổi linh hồn lại được? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha,
mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Ngài sẽ thưởng cho mọi người tùy việc họ làm. Quá thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đây có một vài kẻ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước của Ngài. Cho nên cảm ơn Chúa, Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Trong thời điểm này, trong lúc này mà vẫn còn một nhóm người biệt riêng thật lòng ra để được cầu nguyện tìm kiếm Chúa như thế này, đây là ơn phước quý vị. Hãy quý trọng những gì mình đang có, anh chị. Có những cái mà chúng ta thấy nằm trong tay của mình xem nó là bình thường, nhưng mà chúng ta biết là bao nhiêu người đang thèm khát. Có những cái nằm trong tay chúng ta mà chúng ta coi thường, đến một ngày mất rồi mình tìm lại cũng không còn. Cho nên hãy quý trọng, hãy yêu mến và trân trọng những gì mình đang có. Và hãy nhận biết Chúa Giêsu là ai, nhận biết mình là ai, nhận biết công việc mình là gì, và nhận biết cách gì mình đã làm sao để chúng ta không mệt mỏi và không ngã lòng trong những ngày sau cuối này. Và trái lại, chúng ta sẽ tiếp tục ra đi chinh phục nhiều linh hồn, trở về với Chúa, và công việc của Chúa sẽ kết quả trên mỗi người trong chúng ta. Chúng ta có thể đến với Chúa trong sự cầu nguyện ngay trong giờ này. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta hãy nhận biết Chúa Giêsu là ai, và cầu nguyện cho con cái của mình chúng nó cũng nhận biết Chúa Giêsu là ai. Và chúng ta cầu nguyện cho hội thánh nơi chúng ta đang sinh hoạt phải nhận biết Chúa Giêsu là ai và mỗi người trong chúng ta là gì, để rồi chúng ta biết và chúng ta không mệt mỏi. Chúng ta cần phải nhận biết chúng ta là lữ khách, là kẻ đi đường. Ôi, chúng ta cám ơn Chúa trong danh là quan trọng. Hallelujah. Tất cả những gì chúng ta thấy, hallelujah, xin ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta. Hallelujah. Ở trong danh Chúa Giêsu ơi, hallelujah. Cảm ơn ngài Chúa Giêsu ơi, hallelujah. Ở trong danh của Chúa Giêsu ơi, ngay trong giờ này. Ở chúng con cảm ơn ngài Chúa Giêsu ơi, hallelujah. Ở trong danh Chúa Giêsu ơi, hallelujah. Ô con cảm ơn ngài Chúa Giêsu ơi, con ngợi khen ngài. Cảm ơn ngài Chúa Giêsu ơi, hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu ơi, ngợi khen ngài Chúa Giêsu ơi, samama hallelujah. Ở trong danh Chúa Giêsu, con cảm ơn ngài Chúa Giêsu ơi. Ngợi khen ngài Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn ngài. Ô cảm ơn Chúa Giêsu, hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu. Ô con cảm ơn Chúa Giêsu, hallelujah. Trong danh Giêsu, hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.